Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương và thành phố Tân Uyên đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri phường Hội Nghĩa. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri có các ý kiến xoay quanh các vấn đề về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, công ty sản xuất đá hoa cương trên địa bàn gây ảnh hưởng tiếng ồn và độ rung của nhà dân xung quanh. Ngành chức năng quan tâm đến việc bó cáp một số đường dây bị chùng xuống trên đoạn đường DH403, một số cây xanh che khuất tầm nhìn, chưa có đầu nối hệ thống thoát nước đường HN86, một số ngõ cụt trên địa bàn người dân muốn hiến đất để làm đường giao thông nông thôn còn gặp khó khăn. Kiến nghị ngành chức năng xem xét hạ tuổi hưởng chế độ phụ cấp cho người cao tuổi xuống còn 75 tuổi.